Chào các bạn, mình là khi mình hiện tại đang là quản lý điều hành của trang website kho nông nghiệp.com. Thì bữa nay mình sẽ nói về một cái bộ sản phẩm mới bên mình. Thì như các bạn đã biết thì thời gian sắp tới đây chỉ còn lại hơn một tháng là sẽ tới cái mùa Tết ta của chúng ta. Thì người nông dân chúng ta này hiện tại, những người chơi lan thì vẫn đang rất là thích thú trong cái việc mà trồng cây và ngắm hoa. Nhưng mà nếu như mà các bạn chơi cây thì đều sẽ có một đều biết là cái mục đích cuối cùng của chúng ta khi mà trồng cây là đều là để có hoa để ngắm, nhất là trong những cái dịp và lễ Tết, và vừa nó vừa đẹp mà nó vừa có nhiều cái ý nghĩa, và cũng có thể mà để tặng cho người thân gia đình của chúng ta thưởng thức cùng. Thì bữa nay mình sẽ bàn về một cái vấn đề mà làm cho các bạn sẽ rất là quan tâm, đó là làm sao cho cái hoa của mình nở sẽ là to. Tại vì có một số bạn trồng có thể là không ra bông, hoặc là ra bông nhưng mà cái bông nó sẽ rất là nhỏ, nó sẽ khiến cho cái mình không gọi là đủ cái yêu cầu mà gọi là cái mỹ quan của cái cây. Thì bữa nay mình sẽ hướng dẫn chỉ theo cái này là kinh nghiệm cũng như là tích góp của nghệ nhân Tấm Ngọc. Nhưng mà thầy thì hiện tại không có thời gian nữa, cho nên là mình sẽ quay một cái video để hướng dẫn cho bạn kỹ rõ hơn. Thì mình sẽ giới thiệu cho bạn cái cây này. Hiện tại mình đang cầm trên tay mình đây là một cái cây vũ nữ. Cây này hiện tại như các bạn thấy là ra một cái dồi khá là dài, một số cái mắt mèo rất là nhiều ha. Đây, một cái mắt mèo. Thì việc mà để cho một cái cây vũ nữ nó ra cái bò dài như này, những cái cây mà nó ra như bạn thấy này, nó ra bông bò dài như thế này, thì bạn cần phải tưới một cái lượng mà kali đầy đủ cho nó. Kali cho ở đây là gì, thì nó sẽ giúp vận chuyển cho những cái loại phân bón cũng như nước giúp dưỡng cho cây, vận chuyển từ thấp cái từ rễ lên thấp cây, lên những cái dòi này, khiến cho cái dòi này dài hơn. Thì ở đây là cái cây này là mình đã tưới theo cái bộ này là được tính đến nay là được cũng 2 lần hơn. Thì lúc trước là mình tưới thì nhờ cái này, nhờ này mà mình tưới rồi giúp cái dòi cây nó khá là dài. Như bạn thấy đây là khá là dài hết. Thì ở đây mình đều sử dụng hết tất cả những cái sản phẩm mà bên mình làm cũng như là chiết xuất ra. Thì có một số bạn cứ hay lo ngại về cái vấn đề mà sử dụng như thế này là có đảm bảo hay không, có đầy đủ yêu cầu chất lượng của cái hàng chính thể hay không. Thì bên mình lúc nào cũng sẽ có đảm bảo cái chất lượng như thế này. Nếu như các bạn phát hiện cái hàng giả, hàng pha trộn, pha chế thì bên mình sẽ đền bù gấp 10 lần. Và hiện tại cũng có một số bạn hay thắc mắc thêm cái những cái vấn đề về những cái hãng hay có cái tem nhãn mà hàng thử nghiệm. Thì ở đây là do một số cái vấn đề về đăng ký với lại bộ phun thuốc nông dân, cho nên là họ còn để như vậy trong gặp vấn đề chặt về không đăng ký, cho nên là các bạn vẫn cứ sử dụng bình thường, không có vấn đề gì hết. Đây thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cái bộ combo này. Thì hiện tại là sẽ bao gồm là một là B1. Thì B1 ở đây là cái B1 mình nhập trực tiếp từ bên Thái về. Thì cái B1 này nó gồm là một cái can 5 lít lận. Thì nó to quá, rồi đây mình chiết cho mấy cái khách hàng á, thì mình chiết thành một cái loại chai nhỏ như thế này. Các bạn tiện lợi hơn mà cái mua nó cái giá nó cũng rẻ hơn, vận chuyển cũng an toàn hơn là mình sử dụng cái loại kia. Đó, thì này cái đây là vẫn đảm bảo cho các bạn là 100% không pha chế nước hay là bất kỳ loại phân nào khác ha. Rồi thì các bạn có thể sử dụng B1 Proper hoặc là B1 36. Bên mình có hiện tại đang có 2 loại B1 nhớ từ Thái Lan. B1 Proper thì nó là làm cho cái giai đoạn của nó là sâu ra hoa là chính. B1 36 là cũng là kích hoa, nhưng mà nó cũng đều là cái thành phần nó cũng gần như tương tự nhau, là để
để kích cho hoa hết. Thì còn ở đây thì nãy mình cũng đã giới thiệu đầu tiên là Multica 3046, giúp cho vận chuyển cho cái cây nó ăn phân bón, nó vận chuyển lên dòi nó tốt hơn. Rồi đây thì phân sữa Thái, thì cái loại phân này là đó giờ là từ cái thời mình làm cách đây là 3-4 năm là nó đã nổi tiếng rồi, cực kỳ nổi tiếng luôn. Sau đó nó bị cháy hàng một thời gian rồi lại là có hàng lại, rồi bên mình bây giờ nó mới có hàng lại để mà bán cho các bạn. Thì đây mình sẽ quay qua đây cho bạn, đây là bạn phân bón vi lượng phân sữa Thái, là cái hàng này là mới có hàng lại thôi nha các bạn, hồi trước là cực kỳ hiếm hàng, không có hàng để mà bán luôn. Bây giờ cái hàng này là nó là cái gọi là cái chế phẩm của nó là nó bao gồm hết tất cả những cái loại vi lượng mà các bạn cần, có thể là để điều hòa cái cây trồng mà nó làm cho cái hoa của bạn ra màu đẹp, cũng như kích hoa nở hoa nó hoa to màu đẹp, dưỡng cho cái cây hoa của mình cũng gọi là lâu tàn nữa. Trời, trong đó có một số cái vi lượng bo. Rồi mình sẽ để đến đây ha. Còn đây là chim ta, này là một dạng phân hữu cơ các bạn ha. Thì cái này tại sao mà thường thì nếu mà bạn mua là rẻ của chúng ta thì bạn cũng sẽ thích rẻ đi. Tuy nhiên hiện tại sao trong cái bộ phân này nó lại có cái thằng này để đi kèm với lại cái đạp cho hoa to, thì mình sẽ nói như thế này là nó là một dạng như là trong cái thành phần mà đợi nó kích rễ cái phần hữu cơ nó có một cái gì một ít gọi là kích thích cho cây như vương chồi nó to khỏe rồi ra nó để nó đủ cái sức khỏe để mà nó ra bông. Nếu như cái cây của bạn yếu sức nó sẽ không có đủ sức mà để đẩy một cái bông của mình ra già như thế này được. Rồi mình sẽ để đây ha. Rồi thì khi đi mua cái bộ sản phẩm combo này thì mình sẽ gửi kèm cho bạn một cái cẩm nang sử dụng. Đây như bạn thấy. Thì cẩm nang này thì bên mình là soạn thảo theo kiến thức của thầy Tám Ngọc là chính. Đều là mình sẽ đầu tiên là mình sẽ cho các bạn xem một số cái lưu ý mà khi tưới cây, coi như tưới phân bón cũng như tưới phân như thế nào, tưới thuốc như thế nào, cái trình tự cũng như là cái liều lượng mà bạn tưới. Đây ở đây như mình ghi là tưới nắm bệnh là mùa mưa tưới bao nhiêu lần, mùa nắng bao nhiêu lần. Thì cái này là chỉ mình đi kèm khi bạn mua combo sản phẩm bên mình. Cái này là phần dạng như tri ân khách hàng. Đó. Rồi cái đây là mình cái bộ mình sẽ có cái biểu hiện xem mà cây thiếu dinh dưỡng, với lại cây nó sẽ thiếu chất gì, nó biểu hiện như thế nào. Đây. Đó, mình sẽ đi qua nhanh ha. Rồi còn ở đây thì nó sẽ là đây là cái bộ phần chính của cái bộ này là mình sẽ chuyện hướng dẫn cho bạn cách sử dụng như thế nào. Đây cái này 13046 thì bạn sẽ pha 1 gram, chúng ta 1 ml, cũng có thể là 1 cc đó. Ở một cái người là họ là không hiểu rootlet, ở đây mình ghi rootlet tại vì cái bộ này là cái bộ cũ của mình, là bạn có thể bạn pha thay thế cho phân sữa Thái, phòng hờ khi trường hợp không có phân sữa Thái bạn có thể sử dụng rootlet thay thế. Rồi B136 hoặc rofer như hồi nãy mình nói ha, là tổng là ba cái loại này mỗi loại 1 gram với 1 cc hết, pha liều lượng trên 1 lít nước. Thì cái này mình lưu ý cho các bạn là khi áp dụng cái bộ combo này là chỉ tưới khi cây đã nhú dòi hoa ha, đã nhú dòi hoa, chứ đừng có tưới mà khi mà cây chưa có thì mình không có đảm bảo về chất lượng. Thì cái này bạn sẽ tưới 1 tuần 1 lần cho đến khi nào mà cây cái ra hoa thì bạn chỉ ngưng tưới mà không tưới nữa. Thì trong cái khoảng thời gian mà bạn tưới như vậy đó, bạn nên bổ sung thêm kali như hồi nãy mình nói á, là có thể bổ sung thêm kali hoặc một số cái loại phân khác nào có cái hàm lượng kali cao để bổ sung cho thêm cho cây, để cây nó dẫn nước kéo dài cái giò hoa hơn. Rồi làm lớn hoa này kia là nó cần phải kali rất khá là nhiều. Thì ngoài ra thì nếu trong cái khoảng thời gian đó bạn có, tại vì tưới á là cách 1 tuần 1 lần, thì trong cái khoảng thời gian 1 tuần 1 lần đó thì bạn có thể tưới cách tầm 2-3 ngày bạn mới tưới một loại phân khác được. Thì bạn có thể tưới thêm xen kẽ thêm bo hoặc là một số cái vi lượng khác như FE để cho
bảo vệ cho cây, cái bông bạc sau này ra nó khó rụng hơn, và hoặc là bạn có thể tưới một số cái lại mà để bảo vệ cái côn trùng đó, chứ chẳng hạn như là lúc mà bạn ra cái nụ hoa nó dễ nó thu hút ruồi á, ruồi và côn trùng họ nó đục hoa của bạn là đục nụ quá là nó sẽ mất hết. Thì cái thành phần mà bảo vệ mà ruồi đục nụ hay là côn trùng gì đó thì bên mình thì có một số hàng như là Viber hay là Kinapper. Thì cái đó nếu mà như các bạn cần tham khảo thêm thì bạn cứ gọi cho số hotline của bên kho nông nghiệp ha. Rồi thì đây mình sẽ pha thử cho các bạn xem cái cách pha bên mình. Thì cái cây mà mình vẫn để vậy, hiện tại là mình đang để trong cái chậu này cho để, tại vì một số khách có thể đặt hàng thì mình để giao cho nó dễ nhẹ. Thì ở đây mình có cái muỗng, cái muỗng này là 1 gram, cái muỗng này là mình đo là 1 gram. Còn các bạn ở nhà bạn có thể là lấy cái muỗng da ua hoặc là cái muỗng da ua bạn gạt ngang đó là 1 gram ha, hoặc là nếu mà có điều kiện thì bạn sẽ kiếm mua thêm mấy cái muỗng này. Còn 1 ml nước á, một á là bạn có thể bạn ra tiệm thuốc tây bạn có thể mà bạn mua tổng tiêm á, nó sẽ hút lên cỡ 1 cc lên, cái đó là bạn đo rồi dễ nhất. Còn đây là mình có thể mình canh cái mắt tường, cái ống ống rồi rất kìa đây. Thì ở đây bên mình sẽ sử dụng cái loại ống này, cái ống này bên mình không có bán, cái này là hàng này là mình chỉ để thử nghiệm với lại tặng thôi, bên mình không có bán. Thì đây các bạn thấy ở đây 1 ml nè, 2 ml nè, 3 ml nè đó. Còn dễ nhất là bạn cứ ra tiệm thuốc tây mua cái ống chết đà hút lên là cực kỳ nhanh. Rồi mình sẽ bắt đầu mình tái ha. Đầu tiên mình sẽ thử với T1 trước. Còn đây là cái gói này là do mình cắt sẵn nha các bạn. Còn nếu mà như cái sản phẩm bên mình là đều có ép nhiệt trên này hết. Mình xin lưu ý cái phân siêu thái khi mà bạn trước khi sử dụng là bạn nhớ lắc đều nha. Cái này là do trước khi quay là mình đã lắc rồi. Rồi vậy cái này mình sẽ lắc lên lần nữa. Giật nút. Để giật cái giật mạnh cho nó lắc mạnh cho nó bay cái màu xanh xanh đó. Được. Đây mình đã lắc mạnh lên cho nó
Tại vì cái này nó chứ nó cái phần mà khi mà bạn để lâu quá, cái phần cặn cái thuốc của muối sẽ xuống đây ha. Mà bạn kết thì sử dụng lên lắc đều chút. Đây, cái này một pin luôn ha bạn. Do là cái thuốc cái phần nó mình chưa có là cái tan á, nên mình sẽ đổ một cái nước đây. Mình khuấy đều nó lên, tránh cái trường hợp một số bạn hay có cái thói quen là pha thuốc nhưng mà không có khuấy đều. Một số có loại phân như hồi trước đây mình hay sử dụng như là NPK và đậu trâu á, một số bạn mà không có khuấy đều là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng mà khi mà bạn tưới cây rất là dễ bị cháy. Đây là tan hết rồi ha. Khi các bạn mà tưới bất kỳ cái loại phân thuốc gì hết thì trước đó bạn nên coi thử cái bộ rễ, cái giá thể của cái cây á, coi nó có ướt hay không. Nếu như cái cây mình đang ướt hẳn, giống như trước đó là có mưa hay như thế nào đó, bạn ẩm ướt thì bạn chỉ cần tưới thuốc thôi hơn thôi. Còn nếu như bạn thấy cái cây của bạn đang khô thì bạn trước khi tưới phân hay thuốc, các bạn nên tưới một cái lớp nhẹ là nước để cho cái cây của mình nó mở cái cọng nó ra để cho nó ăn phân tốt hơn. Thì bữa nay mình sẽ làm tới đây thôi. Thì các bạn cứ theo dõi khi nào có kết quả thì mình sẽ thông báo lại cho các bạn biết ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn.